Tức là ngày cách đây là đi 40 năm, đến nay là tròn 44 năm, nói cho chính xác là 44 năm. Thì tôi có về đây công tác làm chuyên gia ở đây, giúp xây dựng chính quyền ở đây. Thì hôm nay 44 năm quay lại đây để coi như là thăm lại những người thân quen đã coi như là có công giúp đỡ tôi, coi như trong lúc coi như là tôi nằm tác chiến ở đây một mình làm công tác coi như là giúp bạn, thì được coi như là ông bà và cô chát thường kêu mang tôi và thông tin cho tôi biết được cái tin tức của coi như là 44 nó sẽ xuống, nó xin gạo của dân. Thì nó xuống trên đây là cái dốc, trên đây cách đây khoảng độ coi như là 800 mét là cái dốc cao, trên đó là toàn rừng cao su không. Thì 44 ở trong rừng đó, trong sâu đó thường khi ra đây để xin gạo. Thì coi như là có những lần bà On này bà thông tin không kịp. Nắm được thông tin không kịp thì nó đến chân dốc rồi, nó bấm đèn pin rồi. Thì bà mới nắm được, bà chạy về nhà thì bà đưa tôi xuống bên dưới kia. Bên dưới cái gầm nhà chứ kia, cái gầm nhà như thế. Đằng sau đây là sông Mekong. Đằng sau đó là một cái lạch và xa sông Mekong. Yeah. Tí tôi chỉ lại cho các vị biết cái chỗ tôi nấp ngày xưa. Yeah. Tí tôi nấp ngày xưa. Là chúng nó trốn đi đó. Chúng nó trốn đi đó. Sau khi 44 nó xin gạo xong, nó rút quân, thì là tôi lại coi như là lại quay lại bình thường. Thế thì cuộc sống như vậy nó cứ quen dần. Thì đầu tiên cũng sợ thật, nhưng mà sau đó là không sợ nữa. Thì sau là bà má bà là thôi con ạ, đừng chạy đâu cả, cứ ngồi trên bổ lúa. Hắn vào xin gạo rồi xong xuôi đi ra lên bổ lúa. Thì hôm nay về đây là người thân là hầu như là người thân là mất gần hết, ông bà thì mất thì chết, thì nhà thì bán nhà, cô xã thì mất, cô xã cũng chết. Nhưng mà hiện là có một đứa con, thì nói bây giờ nói tôi cũng đang còn suy nghĩ lại có phải con tôi không. Nếu mà tôi được biết được đúng năm sinh của cô ta, năm sinh của cháu đó thì tôi khẳng định được là hầu như là 90%. Là bởi vì về đây thông tin rằng coi như là sau khi tôi đi đó thì cô sẽ không lấy ai cả, ở một mình mà không nói là chồng là ai. Cái thông tin này giấu rất kín. Đến khi cô mất thì không biết là cô có nói lại cho con cô không, thì phải gặp được con cô thì có cái thông tin tiếp thì ta mới xác định được. Hiện nay thì đã tìm được cái thông tin của cô con gái cô xã rồi, hiện nay là đang sinh sống và làm việc ở Đông Vinh, theo những cái thông tin và cũng đã tìm được cái Facebook của cô ấy rồi. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục là đi Đông Vinh và tiếp tục là tìm những cái nhân chứng đấy. Thì sau đây xin mời các bạn là xem cái chỗ mà anh Giới cứ bị quân phố tập kích là phải ra nấp nhá. Đây này, ngày trước là cái nhà này không có, mà này trên kia đứng cao đây. Nhá, dốc đó đây. Đây. Hắn cao đây đó. Trên đó nó có cái đó. Dốc mẹ ơi nằm trên đây. Mà đéo trong này. Đây là từ trên dưới nhà mẹ nuôi cô xã, nhưng mà nhà mẹ nuôi cô xã thì bán rồi. Đây là chúng tôi đi nhờ qua một cái người mà đi qua phía bên dưới. Sau này là sông Mê Công. Trước đây đó là cái bưng biển. Đây là cái sông mà cái mùa khô đây là nước cạn. Đây là nước nó cạn, còn mùa mưa là nước nó ngập vào đây. Đây là mùa mưa. Còn sông Mekong ở kia. Sông đây. Kia là qua cái bãi bồi kia. Bãi bồi kia là cái Mekong kia. Còn bên kia là cái nhà bên kia là bên Kosama đó. Bên Cà Chê đấy. Dạ. Đây, ngày kia tôi hay cái nhà ở đây, nhà thứ ba này. Rồi. Đấy. Thường kia chúng bụi tre đây, bụi tre đang gọi đây. À cái bụi tre đây. Bụi tre đây. Thì đây là chấn cạn, hắn cạn là chạy qua được, lội qua được. Dạ. Nhưng cứ có bữa thì nấp bụi tre, có bữa sang vườn thuốc bên kia. Nằm bên đấy. Có cái hầm bên đấy. À, cái hầm bên đấy đào cái đất mềm mà, đất phù sa mà. Yeah. Nằm trong cái vườn thuốc ấy. Yeah. Trong khi mà nó đi hết bắt lại coi như lọc quạc coi như lại vình về. Bởi vì là lúc đó là anh có một mình thôi.
Mấy con mình thôi. Con mình thì không biết xử lý sao cả. Đánh nó không đánh được, đánh nó mình thì chết, bà mẹ má nuôi bà nó thôi đừng đụng chạm mình cả. Tốt nhất là mình lánh đi, mình trốn đi. Chứ không mình không đánh nhau mà cũng không, mình không có coi như liên lạc điện thoại gì mà để báo về với tiểu đoàn được cả. Có đâu. Thông tin là không có. Có một mình ở cái vùng này để làm công tác dân vận. Đội công tác thì ở trên chợ đây. Dạ. Ba Củi. Ba Củi chết rồi. Đi đâu quận? Không phải chết mau. Ba Củi lô cà phê từ Bạch hay? Ba Củi. Ba Củi. Củi. Ờ. Củi là phân nhỏ. Ừ. Bạch Du ơi. Bạch Du ơi. Đi lâu rồi? Bạch Du là đi mất lâu rồi. Mất chết. Không. Cam muốn cái giùm nó đừng á. Giùm giùm á. Apot cho xôm ăn co. Xôm ăn co á. Thì ông co á. Xá á. Xá á. Ôi cái giùm đắng. Theo tuần lý. Dạ, ô cun. Ô cun, ô cun. Ô cun. Nhìn thấy giống giống cũng giới quá đi. Tiếp tục là chúng tôi đến hỏi thăm một cái gia đình nữa mà cũng này. Là trước kia có quen biết với anh giới. Mũ anh này. Ờ, con chiên xám á. Thì ai muốn nơi cá đi? Nơi cá, nơi mẹ con á. Nơi ai? Mẹ con. Cha nhóm con quá. À. Các cha làng lên lắm. Thôi dạ. Tập vui ngồi cho mát đây. Rồi em ngồi ngoài đây em quay phim. Anh nói chuyện đi. Thế thì anh ở đây ca xuống ở thằng nữa ở đây ca. Đây đây cái khăn cát nhé. Anh đây chặt môn luôn. Tay môn đấy. Tay môn cũng mà thương thương thon chân bữa tay môn khang đi thế này. Nú thương thon nó bong nhom. À. Nó thương nó ngọt bay. Ngọt bay. Nhom nó xa. Ừ. Thôi. Anh kia nói thì cái nào? Khỏi thôi. Bọn anh vội ở dù mà đấy. Nhóm học ba lái. Học bùm ba. Thăm bà ở đúng là cái tuổi đấy. Học bùm ba. Cam mua là khiêm. Sao mua kim? À, kim. Kim, kim. Nhớ ra trời đứng bây giờ vậy đó. Giờ mới nhớ ra đấy hả? Cùng, cái này là cùng hay chơi với cô Sát. À. Tăng là tú, tú. Tú, cô Sát. À. Đấy, mà trước là nhà bên này này. À. Nên mình đã định không ra bán với nó sang bên này. Rồi. Mình cứ tìm nhà bên này không? Chạm bàn tịch tịch. Sát là ngọp à? Át nữa hả? Sư ngọp à? Ngọp tầng A. Chứ con xảy thân ở nơi nào này? À, con xảy muối nóng nâng phênh cho bà đây nâng phênh nóng phênh đây viên tên là lợi tên là sọc thẻ gầy đây viên là sọc thẻ đang cất xe năm bà man đi cất xe năm bà man cất đấy con xe đây xá đấy con cất xe năm bà man xe năm quát ngọt à dụ học sắp á ông ơi ấy. Nàng ai ông khôn giỏi vậy vậy ông ngọt môn ngọt môn nữa vậy ông khôn ngọt môn sao trái chân vậy sao ba nào xa hơn nâng hôm ba vậy chăng miền hàng ba vậy nè nâng sập nâng kẹt miền mà cái lụa thấp thấp thế bỏng cha mua khiêm luôn nàng ai sao mua hưng đấy hưng cá mún hưng 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 côn đặt tông á ấy nơi bây giờ dịch lại đi cái chị này nè là khiêm cùng tuổi với cô Sát ấy chơi với nhau nên tôi hay gặp nhau đang ngày đấy thì anh dụ mán anh dụ chết chết phèm chết phèm á chết phèm à chết phèm bồn hồn xài em biết đó chồng à, chết phẻm à hốt phẻm hốt phẻm hốt hốt phẻm hốt phẻm hốt phẻm hốt phẻm hốt phẻm hốt phẻm đâu mau mau chi lan mau đài mau chi lan
chị Pa Ho Hà Nội với Sài Gòn. Mà bị Hà Nội rồi. Vâng, tôi mà bị Hà Nội. Chóng chân bị Campuchia nâng tới tận Hà Nội. Tới Hà Nội. Mình ở Sài Gòn à? Ở đây nơi nơi Hà Nội. Nơi Hà Nội, nơi sáng ngay. Ở Hà Nội. Ở đây có thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Dạ. Khởi nhôm Hà Nội. Hà Nội. Đây. Anh hỏi về con gái cô xã coi như thế nào nè. Con xã có miền mò lên đi. Màu đá à? Màu đá này, màu nơi nào nằm bình. Màu đá lên đi. Ở đài màu thế. Ở đài màu. Màu tại nâng màu tầm một đông quất, còn dùng đây Hà Nội nâng màu tại nhé nè. Tới con tôi vinh tới mai con không tao hỏi. Nhiệt đẹp này, nhiệt bởi lấy. Bao nhiêu lũ ai, lũ đây ai. Lũ đây thôi. Lũ ai, tình đây ai. Sao khởi em chua là côn sát á, miên mò đà lên nơi đứng đây. Côn sát á, côn sát á, côn sợi sát á, côn sợi sát á, côn được bọ sợi. Ôi vậy. Không, sát á miên côn mui sợi sợi. Nàng ai chmu át. Sợ mu át miên côn miên côn sợ mu ai côn sợ. Côn chmu hiêng. Chmu hiêng côn nọ. Chmu hiêng. Chmu hiêng. Tụng chương mà thấy ấy, tụng chương mà thấy ấy, còn tụng vô bên đây đã tức quá, tụng đồn bà ai mới làm chèm. Nơi ta côn này ai nè, nơi ta côn đừng quên, nơi ta ai nè. Đây nóng tên mà tôi thỉnh thoảng về đây thôi. Lại lấy một đời chồng nữa. Cô xá rồi. Cái con cô xá rồi. Còn cô xá là không lấy chồng đúng không? Không lấy chồng nữa, có đứa con đi thôi. Cho đến khi mà cho đi chồng ốm chết thôi. Thì ốm thì con vẫn về làm ma. Vẫn làm ma. Nhưng mà theo cô là cô đi lấy chồng nông bình rồi. Bây giờ cái ông bà cô xá đó, bố mẹ cô xá đó mất rồi. Thì nhà đã bán rồi. Thì bây giờ hương khói là để ở đâu? Vôi át ở đâu? Thế là đấy. Con chung thú ấp men thầu ấp đăng chân thu quan ấp nắng nhưng mà chưa biết à, tức là không biết luôn. Không có lập bàn thờ, bây giờ ở đây không có. Không có bàn thờ, không có gì ở đây cả. Mình nhá. Đó là con gái mang đi rồi. Bây giờ còn đúng một người này. Là cái sót lại tuổi đấy. Việt Nam. Việt Nam đây nơi đó là nơi sập mai. Nghĩa là trong cái phim này là không còn ai nữa. Còn sót được đúng một người. Sót một người. Cho mà họ xin nơi sập mai. Còn sót đúng một người. La. Thôi giờ mời vô chơi. Vô chơi phát vô đây. Cô sẽ át là cô chết rồi cùng túi cứ cô đi. Không phải đặt bàn thờ ở đây. Này, không đặt bàn thờ luôn. Bố mẹ cũng không để bàn thờ ấy luôn. Không biết chỗ nào cũng không được. Thực ra là nhìn hơi giống mà đang nghi là có thể là con của anh Giới. Ăn cơm không? Cơm ha. Ba. Rồi ăn cơm ở đây với chị hay mà. Ừ. Đấy chị là bạn cô xã át đây. Bạn thôi hả? Vâng. Bạn cái tổ trưởng xóm á. Tức là hôm nay được chị là mời ăn cơm ở đây. Thường khi bên bốt nó vào nè. Thì nó đi cái đồ xuống cái hướng nè. Thì ngày đó bên bốt nó cứ trang bị cái đèn pin thái ấy. Sáng lắm. Vì đây bên dưới nhà, trong đây có 3-4 cái nhà này. Thì nó xuống bên kia, nó xuống thì coi như là thường khi có lần á. Đâu cái nhà bên kia kìa. Thì là không chạy nữa rồi. Thì cái bà Hy nè. Cái bà Hy bà đang nhớ bà chết nè. Bà dẫn tôi với cái buồng này, cái buồng đó, buồng đó. Chứ trong buồng thì có bồ lúa. Cái bồ lúa ta để cái buồng ấy nè. Thế là coi như là bảo tôi chờ cái bồ lúa ngồi. Thì coi như người quấn một khăn cà ma. Đeo bao xe đạn. Một khẩu can tính ở đây, một khẩu cá băng gấp. Ngồi đó. Thì thấy nó đi xin gã đi cho lần được xin gã này. Thì người dân cũng kinh nó. Thì phải cho nó chứ. Nhà 3 lon, 4 lon, 3 pi, mui pi cả bông đó, 3-4 lon đấy. Là cứ đến cầu thang không lên nhà. Đến cầu thang rồi người ta xúc gạo cho ăn. Rồi khi mà hắn thấy đèn pin là không dọi nữa. Thì lúc đó là bà gõ cửa là coi như là hắn đi rồi. Đã ra.
còn nấp ngoài cái vườn kia, vườn của thuốc kia. À, đấy thì cái bụi tre kia thì là khi nào mà không còn thấy nó cắn, không động tĩnh coi như là cái đèn pin nữa thì bắt đầu lại coi như túc tắc lội qua suối đây, là mùa khô đến cạn kia, mùa khô đến cạn nhưng nay là ngập, nên mùa mưa ngập. Đấy rồi chiều đến là coi như là cái cùng cô xã đi tắm, đi tắm phải đi qua cái bãi đấy, à, sông Mê Công á, đi tắm cứ chiều đi tắm. Đi tắm này, khi về cô ta lại đợi một cái hũ nước để uống ấy, đợi đầu này. Thì cứ tôi không đợi gì cả, tôi cứ đi không đây. Thế là hầu như là buổi chiều nào là tôi với cô sát cũng đi ra một sống tắm. Tối mới về. Vâng, tối về cái tập tối là về. Đấy. Là cái kỷ niệm rất nhiều chứ biết nhiều. Rất chết của bà còn hai vấn đề. Rồi. Bà quan tâm phải bỏ tâm ấy lúc ấy thật chân á. Bà vận tải miền tôi thà chống đối sâu tập bom bão như vậy thế. Bà tại cho bạn đặt ban từ khơi quạt khắp chẳng mấy chẳng mấy chợ bạc chẳng gì. Quan quạt chẳng thà quạt khắp. Ơi trời tất cú ta là chợ miền tây thà dân ao trộm lương chân đấy. Bà khơi chân tây thì ngọc quạt. Chứ là tai biến. Phải tai lơi số ba miền. Tay chẳng bắt cái cô thế, cô cứ tay bay thì cầu ấy đây. Bà anh đang tổng phung á. Bà phần tay áp đăng thạc quạt sạp là việc mình trong quạt bàn đằng tay. Bà trong nơi đây kia đây nó là khẳng kẹt cốn đó nè. Bà tay nhà mặt đằng người chắc bắt là giống mạch bắn đằng thạ quạt sạp đạch là xài chiêm kìm dây mà mặt. Bà cái chờ bền ngã á. Bà phần thạc quạt ở bên chư ấy. Bà kể á là cái chết của bà át á là bà đang ngồi nấu cháo, bà ăn ngồi cháo rồi á, cái chết của bà á, cái tư thế khum xuống như nè, mà có cái dấu bị đập ở sau này và có cái dấu bóp cổ đó, mà đứt dây thần kinh trên này nè, khi mà khám nghiệm tử thi á là có đứt dây thần kinh trên này đó. Bây giờ lúc đầu á cứ nghĩ là bả bị đột quỵ nhưng mà không phải, nhìn lại thấy có dấu bị đập và cái dấu bóp cổ, chết cái tư thế mà ngay cái bếp á. Vì với một phần nữa là bả cũng có tiền á, nên ở đây người ta chỉ nhận định là có thể bị sát hại nhiều hơn đó, là chị Át đó nha, chị Át đó. Chị Át là người thân của anh đó, con cũng không biết luôn, con ngủ trên lầu, con ngủ trên lầu, khi mà bà này mất là ở dưới đất, con cũng đâm bà bó, hỏi coi là mất năm mấy và con bao nhiêu? Năm phần mãn, năm phần mãn. Ủa anh đang chứ năm phần mãn, bàn chạp và rộm, thế đừng thật là chân rối, phải trộn phần bảy năm ấy ấy mà tự á. Mãi nó cũng lâu rồi. Bàn chạp và rộm. Chuyên đọc năm rồi. Khoảng chừng 8 năm. 8 năm. 8 năm này. 7-8 năm. 7-8 năm. Chứ không tới 10 năm. Vì gia đình cô này là hầu như là nuôi. Hầu như là nuôi toàn mà. Hầu như là cơm nước là hầu gia đình như tôi cả. Em hỏi này như vậy thì anh Giới ơi, mời người ta ăn cơm. Người ta không dám ăn sao mà ăn. Không, gia đình dùng hết rồi. Nãy mời rồi, mời rồi. Không mở mắt ra, nó mới có mời rồi. Ai? Nào, chai. Ăn cơm. Dạ vâng, hôm nay lưu đoàn chúng tôi là đang còn ở Phum San Ke và được bạn anh Giới, tức là trong cái thời điểm như là năm 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 là chị ấy là tên gì anh Giới nhỉ? Tên Khiêm. Đó là hôm nay được chị là mời đoàn ăn cơm tại nhà. Đấy thì đúng là bà con ở đây thấy bọn Giới đến là cũng đến dự cái buổi hôm nay. Dạ. Với món ăn là nhìn nó rất là ngon này. Đó. Còn ở đây ăn cơm là ăn bằng đĩa. Ở đây sao nhà mời khách ăn cơm lại không ăn cơm thì
sớm vậy, mấy giờ mới 11 rưỡi. Mình tới là 10 giờ, mình tới là 10 giờ. Mình tới là 10 giờ. Thôi người ta mời mình, mình ăn đi. Thôi bây giờ thì các anh các chị anh mời ăn cơm thì cứ ăn cơm thôi. Đây. À, hay quá nhỉ. Cái này nể quá thì mất đi. Chị có thấy sao không? Em thấy cũng nể nể. Ngại ngại đúng không? Không sao. Có bòng giới với bòng bòng Minh thì quen cái cảnh này rồi đúng không? Nhưng mà các em thì bòng giới ăn thì ra sẽ là sóc spa anh ơi. Anh biết là anh với anh giới ăn đi bòn rồi này. Cẩn thận đi. Anh đây mấy 86 này về đây rồi. Em nói về đây nhỉ. Tôi về đây năm 80. 80 đánh chín ở đấy. 80. 86 đi gì? Sáu đi gì? 85 một đi. Cái bữa cơm rất là thân mật. Ngồi ở phun xăng ke. Nhưng mà đúng là trời nó quá nắng rồi. Đó. Có chứ. Rồi chia tay phun xăng ke, chúng tôi đến cái chỗ cái nhà chùa mà có cái hài cốt của chị xã để chúng tôi vào đấy thắp hương và sau đó là chúng tôi đi thủ đô Phnom Penh. Em chào chị. Em về đây vào đây rồi được gia đình chị mời cơm rồi nhưng mà bây giờ các em phải đi thì cũng không biết là khi nào mới quay trở lại được đây nữa nên là em chào chị nha. Dạ. Bây giờ chúng tôi đang tìm lại cái chùa mà có để cái hài cốt của chị xã Át ở đấy thì chúng tôi vào đây thắp hương. Hơi xa, đi ô tô đi anh. Đâu là đi vào cái chùa này, tức là hài cốt cô xã là để trong cái chùa này. Tôi thật là vô chùa là vô thôi, kim không kim cái đấy phật ở chùa. Anh nhớ nào, 86 là tôi giả phép đây, à đến cuối tháng giả phép đây. Chùa đâu? 86 đến 87 là tôi có hệ với cô thôi, còn đến 88 để 88 không phải. Trốn kia kìa, trốn kia kìa, gần thấy nắp chùa rồi. Để 88 không phải. Bảy, giá tám bảy là phải. Đấy thì bảy tám bảy mà. Đó, ba bảy mà. Đóng á. Vì khi tôi về đó, tôi về đi phép là tôi mới đại trưởng thôi. Xong mới vô phong tôi làm tiểu trưởng ở tiểu phó, nhưng mà không có tiểu trưởng là ông tốt ông đi phép không về cũng vào. Đấy tôi là kiêm tiểu trưởng, cái tiểu đoàn mà cái nhà tôi chỉ nè. Thì tôi có một đại đội đứng kia trên nó, đứng kia mà tôi dạy cái chùa lên nè. Trước năm 81, 84 tôi ở với nó. 84 ở 1 năm với nó. Thế sau tôi về tôi ở với tôi chỉ tôi bán Huy tôi ở với nhà bà Tấn á. Chùa cẩm bảo mà vô chùa thì cô cũng lên tôi là rất nhiều lần. Cái không làm, người ta phải làm đường rồi mới làm trường. Đường này là cái làm trường nhưng lại không làm đường. Nghĩ rằng bên chết bên ngoài Bắc là có như ngoài Bắc là coi như tôi lấy vợ là cũng đẻ con. Cái tâm lý của đẻ ra là như thế này. Thế tôi là đến năm 88 là không về nữa. Sinh năm 87 năm 86 tôi không về nữa. Năm 88 còn lại rồi. Đây là cái chùa mới xây dựng ở Phum Sang Ke. Anh rút mấy que thắp mấy que thôi mà đừng có đốt cả nó. Khi nãy là cái thằng cu tu kia nó nói gì? Nó bảo hỏi thắp nhang đâu, nó thắp nhang đây không? Không thắp nhang thôi chứ để cốt thì sao xem gì anh? Không, cốt người ta phải có cái chỗ lưu trữ riêng nhé. Ở đây ở khu vực này thôi. À nó anh giới đang hỏi em kia đi lên xem nào.
trong đó. Ở đây anh em chúng tôi vào cái chỗ mà người ta lưu cốt của cô xã Át á, là vào trong này để cho bọn dưới thắp hương cho cô xã Át, tức là cốt người ta để trong đây, được lưu trong cái chùa này. Còn đây là cái ly để thắp hương. Đây anh Hải anh đang xin hương ở bên cái tòa bên này, và sau đó là sang bên cái bát hương bên này là thắp bên này. Rồi các anh cứ thắp đi, em quay phim. Tôi về thăm lại quê hương thứ hai, nhưng mà hiện nay quê hương thứ hai là nhiều người mất và chuyển đi, chuyển tiến rồi. Nhưng là được về đây là nghe coi tin, là coi như là biết tin và nghe tin. Và thực tế về kiểm tra thì bố mẹ Hy và bố mẹ nuôi là mất rồi. Còn riêng em là xã Át cũng chết rồi. Thì với nén hương này, từ miền Bắc, tức là Hà Nội, vào đến đây để thắp ba nén hương này với lòng thành thật. Tôi chắc không có bao giờ qua được nữa đâu. Lần đi chắc cũng là lần cuối cùng. Lần đầu tiên sang đây để thăm lại, mà cũng khả năng là lần cuối cùng để thắp nén hương này. Tôi để gửi lại cái lòng thành ý thật của tôi tới ba má cùng em, nơi chín suối coi như là an phận, nơi coi như cực lạc. Được, vào thắp đi anh. Dạ không. Ôi, nếu mà em có linh thiêng thì đúng con của chúng ta, giọt máu của tôi mà đúng con chúng ta, nếu mà sinh năm 1987 hoặc 86 thì mong em phù hộ tôi tìm được con. Đi thắp hương để cốt ở trong này thì vào đây xin hương. Xin hương thì người ta không cho thắp ở đây mà là thắp ở bên kia. Thôi là